đắm mình trong hương lúa gạo từ bao đời, con người vùng Triều, xã Tượng Văn, huyện Nông Cống chân chất thật thà, luôn quyết tâm biến sản vật quê hương thành động lực để vươn lên trong cuộc sống. Gạo sạch vùng Triều xứ Thanh của Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tượng Văn, hương vị của vùng quê lúa gạo Nông Cống ra đời từ một ý chí như vậy, tạo cho địa phương một nền tảng kinh tế, giúp người nông dân có đầu ra nông sản và cho bữa cơm luôn ấm vị quê hương. Tượng Văn là xã thuần nông, nằm ở phía đông huyện Nông Cống. Nơi đây được hai con sông lớn, sông Yên, sông Thị Long bao quanh, bồi đắp phủ sa, là nguồn dưỡng chất chủ phú cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, mang lại năng suất chất lượng cao. Xã có hơn 400 hectare lúa chuyên canh, được thiên nhiên yêu đãi các điều kiện về canh tác, nông hóa thổ nhưỡng, rất phù hợp để tạo nên sản phẩm gạo đặc trưng của quê hương vùng Triều. Phát huy lợi thế đó, Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tượng Văn đã phối hợp với các công ty doanh nghiệp lớn đưa nhiều giống lúa mới, chất lượng và có hiệu quả cao canh tác tại đồng đất địa phương. Đặc biệt từ vụ mùa năm 2020, Hợp tác xã đã đưa giống lúa thơm chất lượng ST25 của tác giả Hồ Quang Cua đạt giải gạo ngon nhất thế giới tại Philippines năm 2019 về gieo cấy. Thực tế thâm canh, giống lúa này khá phù hợp với đồng đất quê hương, năng suất bình quân cao, chất lượng gạo có sự đặc trưng riêng. Gạo đậm, cơm mềm dẻo, có mùi thơm dễ chịu. Với ưu thế đó, diện tích gieo cấy giống lúa ST25 được tăng lên hàng năm. Nhận thấy thế mạnh từ sản phẩm, Hợp tác xã đã đăng ký xây dựng thương hiệu gạo sạch vùng Triều xứ Thanh để làm tiền đề, làm cơ sở tiếp tục phát huy lợi thế, tiềm năng về sản xuất lúa gạo ngon của địa phương, từng bước nâng cao thu nhập cho các thành viên Hợp tác xã. Quá trình gieo trồng, Hợp tác xã Tượng Văn áp dụng quy trình sản xuất hữu cơ, không sử dụng phân bón hóa học và hóa chất bảo vệ thực vật, tận dụng hệ sinh thái đồng ruộng hợp lý nhất, mang đến sản phẩm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. Lúa ST25 được sản xuất theo quy trình hữu cơ, chọn lọc hạt giống tự nhiên, làm thuần khử lẫn, đạt độ thuần cao, gieo cấy bằng phương pháp truyền thống mạ dược cấy tay, chọn chân đất giàu dinh dưỡng, không bị ảnh hưởng ô nhiễm từ khu công nghiệp, bệnh viện, sử dụng phân bón hữu cơ để chăm sóc, không sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trong quá trình sinh trưởng và phát triển của cây lúa. Sản phẩm sau khi thu hoạch thì được phơi trên nền sân gạch truyền thống. Quá trình xay sát được làm bằng tay, làm thủ công, sàng sẩy, lượm từng hạt thóc. Khi dùng sản phẩm làm bằng tay là đã tạo được công ăn việc làm cho biết bao nhiêu người ở nông thôn. Và thật tuyệt vời khi có được sản phẩm không hóa chất, không ướp hương liệu. Sản xuất gạo sạch vùng Triều xứ Thanh với sứ mệnh cung cấp sản phẩm gạo sạch an toàn, ngon tự nhiên, nâng cao sức khỏe cho người tiêu dùng, chú trọng chiến lược phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, thay đổi thói quen canh tác của người dân, lấy chất lượng làm đầu và sức khỏe cộng đồng là trên hết. Với những ưu điểm vượt trội về mùi thơm và độ dẻo dai của hạt cơm, gạo sạch vùng Triều xứ Thanh được khách hàng đánh giá là gạo ngon, an toàn, giá cả hợp lý, khách hàng rất yên tâm và hài lòng khi mua sản phẩm. Với mục tiêu gạo sạch từ tâm nâng tầm thương hiệu gạo quê hương, sản phẩm gạo sạch vùng Triều xứ Thanh sẽ mang đến bữa cơm ngon miệng cho người tiêu dùng.